Nhan sắc nóng bỏng của Khasi Trinh Võ, người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam. Được mệnh danh là rapper số 1 Việt Nam, Binzy luôn thu hút sự chú ý không chỉ cộng đồng underground mà cả những người yêu âm nhạc. Không chỉ các sản phẩm âm nhạc, chuyện tình ái của chàng rapper sinh năm 1988 này cũng được dân tình quan tâm. Từ trước đến giờ, Binzy khá kín tiếng trong chuyện yêu đương, chỉ một cô gái duy nhất được rapper số 1 Việt Nam từng công khai đăng ảnh trên trang cá nhân. Người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam đã có mối tình kéo dài 6 tháng với anh. Cô nàng này tên là Khasi Trinh Võ, sinh năm 1996. Tấm ảnh năm 2019 cùng với Khasi Trinh Võ là tấm ảnh hiếm hoi chứng minh rapper số 1 Việt Nam từng có mối quan hệ yêu đương với cô. Họ chỉ hẹn hò trong khoảng nửa năm thì đường ai nấy đi. Cô nàng là con lai mang trong mình hai dòng máu Việt Đài Loan. Người yêu cũ của rapper số 1 Việt Nam sinh ra ở Việt Nam nhưng hiện đang sống và làm việc tại San Francisco, California, Mỹ. Khasi theo gia đình chuyển sang Mỹ từ hồi cấp 2. Khasi Trinh Võ bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu từ năm 2015. Cô nàng khá phóng khoáng trong phong cách ăn mặc cũng như sử dụng mạng xã hội. Bạn gái cũ của Binzy thường khoe những tấm ảnh bỗng mắt, khoe body khỏe khoắn của mình. Khasi Trinh Võ cũng sở hữu rất nhiều hình xăm. Cô nàng đang là người mẫu hình xăm chính thức cho tạp chí của In Magazine. Trong công việc, cô nàng Việt Kiều này chọn nghệ danh là Khasi V. Facebook cá nhân của cô sở hữu hơn 1 triệu lượt follow. Khasi Trinh Võ sở hữu thân hình vô cùng nóng bỏng, đặc biệt là vòng một khủng cùng với làn da nâu khỏe khoắn. Có thể thấy cô nàng khá tự tin với cơ thể nên không ngại tạo dáng sexy, chọn góc chụp để khoe đường cong cơ thể. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật thông tin mới nhất từ vụ việc.